Chỗ nào nãy anh tôi nghe anh Bằng giải thích vấn đề với cả anh để mình giải thích vấn đề miền Nam giàu có. Tôi hỏi các bạn rằng này này, Rồi, xin chào Trần miền Minh Nam thời trước năm 1975 là một bãi chiến trường, vậy thì một bãi chiến trường thì làm gì có chuyện giàu có, phát triển kinh tế ở đâu ở mà một bãi chiến trường? Các bạn nhìn xem hiện tại bây giờ ngay như Syria hay là Libya đấy, trước khi chưa xảy ra chiến tranh thì người ta cuộc sống nào, bây giờ thì như thế nào, cả đất nước là một bãi chiến trường, lúc nào cũng có tên lửa bom đạn, thế thì dân bỏ chạy hết, thì thử hỏi rằng là giàu có ở đâu, đi lên hay đi xuống, làm gì có chuyện Việt Nam là giàu có được. Có cái Sài Gòn là một nơi nụ ăn chơi làm điếm, lúc đó bây giờ bao nhiêu tiền Mỹ nó đổ sang thì là Mỹ ăn chơi ở Sài Gòn, và một số quan sĩ quan ngụy ăn chơi Sài Gòn, lính ngụy ăn chơi Sài Gòn thì tập trung kinh tế vào Sài Gòn, nhưng mà Sài Gòn lúc bấy giờ là mấy triệu coi như là người 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 Hoa, người ta nắm kinh tế toàn bộ, vậy thì Sài Gòn giàu có ở đâu mà không tự hào? Mà tôi hỏi vậy nào, đấy là một bãi chiến trường thì 70% đúng đúng cái tổng thu nhập quốc dân của cái chính quyền đúng huyện Sài Gòn nằm trong tay những nhà tư bản Hoa Kiều. Đấy, cái nền kinh tế 70%. vậy thì tôi hỏi rằng nào, một bãi chiến trường, bây giờ tôi nói nhá, miền Nam lúc đó nó chia làm đôi, một nửa là vùng quân giải phóng chiếm đóng, à, quân 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 giải phóng miền Nam người ta chiếm đóng, thì quân ngụy suốt ngày mang bom đạn pháo kích vào càn quét, thì được hỏi rằng cái vùng đó có giàu được hay không. Còn những nơi quân ngụy chiếm đóng thì lại bị quân giải phóng miền Nam tấn ban đêm, tấn công coi như là phá đồn phá bốt tấn công vào đấy, thì được hỏi rằng lấy đâu ra mà vấn đề phát triển được đấy. Vậy một đất nước chỉ có một thành phố gọi là có là giàu có hơn được một tí thì có gọi là giàu có không? Tôi hỏi vậy đấy các bạn đấy, đấy chỉ nói một sơ qua một cái như thế thì không thể nói là Thì Việt Nam mới có giàu có được vừa, vừa vừa nãy là em đã phân tích về những rồi. cái của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á và những cái bài viết về kinh tế của ông Nguyễn Tinh Hưng, là tổng Rồi trưởng về cái vấn đề kinh tế của cái chính quyền huyện Sài Gòn. Thì mình phân tích bằng những số liệu cả rồi thì mình thấy thì là cơ bản là chúng nó nói là Việt Nam ngày Cộng hòa ngày xưa giàu có rồi thế này thế khác. Mình cũng phân tích chủ yếu là cái nội lực của một đất nước. Chứ còn bây giờ nhá, ngày xưa thằng Mỹ nó rồi. dốc tiền vào, chứ bây giờ nhá, ví dụ Việt Nam bây giờ giả sử có chơi rất là thân thiết thằng Mỹ nữa, thì nói chung là cái lợi ích quốc gia của người ta là trên hết, người ta phải bảo vệ cái Đúng. lợi ích quốc gia, người ta đổ tiền đổ bạc vào, mình phải nói là người ta làm cái gì cái hồi đấy. Chứ còn bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là lợi ích quốc gia là trên hết. Thằng Mỹ bây giờ ví dụ nó chơi thân với thằng Pin, đúng không, từ ngày xưa đến bây giờ, nhưng thằng Pin bây giờ có rách như tổ đỉa không, đúng không? Thì Rồi. vừa rồi cái tổng thống DKT của Pin đấy thì cũng phải đi cầu viện Trung Quốc để mà những công ty Trung Quốc đầu tư vào Philippines nọ kia tất cả các thứ. Hiện nay coi như là mình là gọi kinh tế nó giao thoa rồi, không ai so ai một cái gì cả. Mà mình ví dụ là không một cái đất nước ví dụ Mỹ không tự nhiên dân thuế người ta đóng, Mỹ người ta đóng thuế như thế để coi như là cho ông Việt Nam, mà ông Việt Nam có những chẳng làm cái lợi ích gì cho đất nước Mỹ cả đấy, anh thấy không? Cho nên là đừng Mà có cái cái tư bọn tưởng bao đồng que lõa là sẵn thì ngu bỏ đi. đúng, cái bọn bao que là ngu Vâng. nhưng mà nó vẫn có cái tư tưởng coi như làm nô lệ, nhưng mà nó ngu ở cái chỗ nào, Mỹ nó bán đứng như thế mà nó còn không biết, nó coi như con chó nó bán, nó lăng xê qua lại mà không biết, nó bắt tay với Không, cả mình Trung Quốc đã để cho xuống diện hầm Việt Nam cầu Cộng lâu Hòa rồi, cách đây cũng khoảng ấy. mà nó không biết, nó còn còn tưng 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 bốc cái thằng Mỹ như thế, sao nó ngu thế, đấy Hoa là tín nói lên mình cái ấy rồi. ngu của bao que đấy. Bọn bao que là cái ngu của nó, gọi là ngu nhất mà khốn nạn nhất là cái bọn bao que này, vừa khốn nạn vừa ngu dốt vừa dốt nát này vừa ăn hại, là cái bọn bao que này trên thế giới này chỉ có bọn bao que này là như thế thôi, còn không có cái dân tộc nào ngu dốt ăn hại khốn nạn như bọn bao que này cả đấy, chỉ có bao que là cái bọn súc vật ngu dốt ăn hại nhất, là nhục nhã nhất mà không biết nhục đấy, mà còn khoe khoang ra, thì tôi không hiểu là cái bọn này nó như thế nào Vâng. mà nó còn hô hào như những người dân trong đất nước, trong trong đất nước để cho những người dân vào tù. Như vậy thì chúng nó là cái thằng bạn khốn nạn nhất, không có cái dân tộc nào, kể cả người Tàu, người ta có thể người ta chống 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 đối lại nước Tàu, nhưng người ta sống ở nước ngoài rất nhiều, người ta cũng chống cộng sản Tàu, nhưng người ta không khốn nạn như cái bọn ba que này đấy.
chỉ có bọn ba mà que này bây giờ là cũng này gọi lại thế thôi. tôi nói với tất cả các anh các chị các bạn, bây giờ thôi mình nói với Úc với Mỹ với Canada, ba nước mà những số người Việt kiều của mình hoặc là những kẻ chống cộng cực đoan ấy, ở bên những nước đó là nhiều nhất. Thì tôi nói với tất cả các bà con Việt kiều này, các bạn thấy không, có một cái gọi là những cái tộc người nào người ta sống ở cái nước đó mà người ta có cái sự căm hận về đất nước mình, quê hương tổ tiên của mình như những cái lũ ba que ở bên đó hay không, đúng không? Cho nên hiện nay đất nước Việt Nam mới phát triển được cỡ khoảng xấp xỉ 20 năm nay thôi, thì hiện nay đang phát triển một cách rất mạnh mẽ như thế này rồi. Thì xin mời tất cả bà con cô bác Việt kiều lâu ngày, các bà con cô bác không về Việt Nam, hãy về Việt Nam thăm quê hương đất tổ của mình dù chỉ một lần trong thời gian cỡ khoảng 5 bữa nửa tháng, rồi sau đó bà con hãy sang bên đấy chống cộng cũng chưa muộn, đúng không? Các bạn hãy cứ về Việt Nam đi, thấy chưa? Đấy, còn những cái kẻ nào mà cứ cố tình chống đối lại cái cuộc sống yên bình của những người dân chúng tôi, chống lại cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hiện nay, thì chúng tôi coi những kẻ đó là kẻ thù số 1 và mãi mãi vẫn cứ coi những kẻ đó là kẻ thù số 1, chứ không nói là Trung Quốc hoặc Đúng. Mỹ là kẻ thù số 1, số 2 gì cả, mà những kẻ đó Đúng là đúng. những kẻ thù của chúng tôi. Vâng. Những người Việt kiều ở hải ngoại rất là nhiều những người tốt. Chúng Đúng. tôi đây nói là cái dân tộc Ba Que, cái bộ tộc Ba Que là cái bọn như là cái thằng A Quy này gọi nó là cái bộ tộc Ba Que, chúng mày chỉ là cái bộ tộc Ba Que thôi. Đấy, chứ không phải là người Việt Nam. Đấy, nói thẳng chúng mày không phải là người Việt Nam mà là cái bộ tộc Ba Que ăn nhờ ở đậu ở nước Mỹ. Có thế thôi. Chứ không có cái nào là cái tổ quốc chúng mày, làm gì có cái tổ quốc. Tổ quốc chúng mày ở đâu? Chúng mày chỉ có cái tổ quốc là cái tổ quốc trong bụi rậm ấy, cái tổ của con quốc trong bụi rậm ấy đấy. Chúng mày tìm vào đấy mà tìm cái tổ quốc của chúng mày ở trong ấy. Chứ làm gì có tổ quốc ở Việt Nam. Dân Việt Nam người ta không chấp nhận cái bọn ba que chúng mày. Nói cho mày biết là thế. Nhân dân Việt Nam, 90 triệu nhân dân Việt Nam người ta không chấp nhận cái dân tộc ba que của chúng mày đâu. Đấy, nói cho chúng mày biết là như thế nhá. Bọn ba que khốn nạn, đồ súc vật, có Vâng, loại súc cho vật. nên là tôi nói Nó với có nhục. vâng tôi nói với tất cả anh các chị, nhất là những anh các Đấy. chị và Việt kiều ở bên kia, cái chính phủ Việt Nam đã có những nghị quyết 36 để hòa hợp hòa giải dân tộc, thì chúng tôi cũng coi tất cả các anh các chị ở bên đó cũng là con dân của đất nước Việt Nam, cùng máu đỏ da vàng, cùng coi như có một ông tổ, tức là ông tổ vua Hùng, đúng không? Thì chúng tôi yêu mến tất cả các bà con và các anh chị. Nhưng ở đây một số kẻ nó bảo a à, coi như là những Việt kiều đó là khúc ruột ngàn dặm, đúng, các anh chị là những khúc ruột của những người Việt Nam, nhưng những kẻ chống cộng cực đoan bọn nó là những khúc ruột, nhưng mà khúc ruột ruột thừa mà nhân dân chúng Đúng tôi rồi. và kể cả các anh các chị nữa cũng muốn cắt bỏ nó đi, đúng không? Đấy là khúc ruột thừa, sống Đúng. nó không có một Cần ích cắt lợi bỏ. cả, không có một ý nghĩa gì cả, thấy chưa? Thì cần phải cắt bỏ, chứ không phải là Đúng. khúc ruột ngàn dặm là bao gồm kể cả cái bọn đấy nữa. Bọn đấy là khúc ruột thừa. Cần phải cắt bỏ cái khúc ruột thừa này, vì cái khúc ruột thừa là cái bộ tộc Ba Que là kẻ thù số 1 của dân tộc Việt Nam. Đấy, đang phá hoại đất nước Việt Nam của chúng tôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân chúng tôi. Thì chúng tôi coi cái bọn Ba Que là kẻ thù số 1, coi cái bộ tộc Ba Que đó chỉ là kẻ thù số 1 thôi. Đấy. Nghị quyết 36 là mang đến cho là kêu gọi những người dân Việt Nam yêu nước và nhìn vào Việt Nam bằng một con mắt xây dựng. Chứ còn cái bộ tộc Ba Que thì không thèm phải là khúc ruột gì của Việt Nam cả, chỉ là khúc ruột thừa thôi. Khi nhớ chưa đấy, cắt bỏ khúc ruột thừa thì và tiêu diệt, phải nói thẳng là phải Vâng, tiêu diệt cái bọn Ba Que lại tôi nói với anh đấy. Siêu và tất cả các bạn hiện nay này. Hiện nay các anh chị Việt kiều ở bên sống ở bên nước ngoài lúc nào cũng hướng về quê hương tổ quốc, và những anh chị nào có điều kiện thì đều muốn về đất nước mình đầu tư để tạo công ăn việc làm cho những người dân ở trong đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam đang phát triển, có rất nhiều những cơ hội đầu tư cho các anh các chị. Thì các anh các chị đầu tư ở các nước khác hãy về Việt Nam đầu tư để mà tạo công ăn ăn việc làm cho những người dân Việt Nam, và cũng còn nhiều những cái cơ hội để làm giàu cho các anh các chị. Tôi với nói với anh Siêu cũng với tất cả các bạn cũng đều đã biết những kẻ chống cộng cực đoan bên kia toàn những cái thằng mà trên răng dưới cắt tút, chúng nó chẳng làm gì có tiền mà Đúng. về đầu tư Việt Nam. Mà hiện nay
Ở Việt Nam có 3.500 những doanh nghiệp Việt kiều hiện nay đang đầu tư trên đất nước Việt Nam. Cho nên những kẻ chống cộng cực đoan bên kia thì nói chung là chúng nó nghèo quá, khổ quá, chúng nó kêu gào lên, anh hiểu không? Rồi là chúng nó coi như là lại đi ăn chặn tiền của những coi như bà con hải ngoại bên đấy, những bà con là bên đấy cũng đâu phải nhiều tiền lắm đâu, nhưng mà chúng nó dùng sức ép như thế này thế khác để chúng nó kêu gọi từ thiện, kêu gọi để mà về đất nước Việt Nam, lật đổ đất nước Việt Nam. Cho nên là rất nhiều những bà con Việt kiều đã inbox cho tôi nói là bây giờ coi như là chúng nó gây sức ép nọ kia tất cả các thứ. Thì nói chung bà con Việt kiều hiện nay không sợ chúng nó nữa, mình chính nghĩa chúng mình không sợ, đúng không? Đấy, thì phần lớn bà con Việt kiều đã quay trở về đất nước, đã thăm lại quê hương đất tổ, và có 3.500 Việt kiều hiện nay đang đầu tư ở đất nước Việt Nam và nói chung kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Đấy, vâng, tôi nói cho với tất cả các bạn và siêu biết. Vâng, xin mời anh. Đúng, mình cứ nói thẳng ra này, khúc ruột thừa khúc ruột ngàn dặm của người Việt Nam là 3.500 những người đã đầu tư về Việt Nam và những kiều bào ở nước ngoài, người ta đang sống yên ổn làm ăn và người ta nhìn về Việt Nam bằng một con mắt yêu thương, người ta chỉ cần đi lại để thăm gia đình dòng họ người ta thôi là chúng tôi coi đó là khúc ruột ngàn dặm. Còn cái loại ba que như AQ này với các bạn chống phá nhà nước Việt Nam, chống phá dân tộc Việt Nam là cái bọn coi như là khúc ruột thừa, cần phải tiêu diệt, nhân dân Việt Nam phải cần đứng lên để tiêu diệt cái bọn ba que này. Chỉ có khi bọn ba que này chết hết đi thì dân tộc Việt Nam mới được yên ổn làm ăn. Đấy, nói cho ba que biết là như thế nhá. Các bọn ba que khốn nạn, khốn nạn nhất là cái bọn ba que này thì không phải là người dân tộc Việt Nam, vì dân tộc Việt Nam người ta không khốn nạn như ba que. Đấy, nói cho biết là như thế. Nói về thù hằn thì ba que không thể thù hằn bằng chúng tôi được. Chúng tôi này như gia đình nhà chúng tôi, những nhiều rất nhiều gia đình người ta hy sinh gần hết cả một gia đình, đổ xương, có đổ những bà mẹ chín đứa con hy sinh tất cả chín đứa con, thì người ta có hận thù ba que không? Người ta rất là hận thù ba que, nói thẳng câu thế. Có những gia đình như dòng họ ít nhất cũng mười mấy người hy sinh và bị thương. Đấy, vậy thì người ta có căm thù ba que không? Người ta căm thù còn hơn ba que nhiều, nhưng người tại sao người ta vẫn mở một con đường cho ba que? Đấy, nếu nó đúng như chúng tôi là những người ác thì ba que năm 1975 ba que chết hết rồi, không thể thoát được. Tại sao các ông thấy không? 9 giờ sáng chúng tôi đã đến cầu Sài Gòn, nhưng mà chúng tôi không tấn công ngay vì là để cho ba một ba que chạy bớt, nói thẳng đấy, chạy bớt đi. Đấy, ra nước ngoài, nói thẳng câu như thế. Cho nên 10 giờ 9 giờ chúng tôi ở Sài Gòn, 11 giờ bắt đầu mới tấn công vào trong trong thành phố. Vâng, xin lỗi anh Trần Siêu, nói trả lời thôi, cũng chịu khó trả lời cho cái thằng ấy này, Hoàng Trần Hoàng này. Tức là nói là sao dân đưa quá trời hình ảnh xấu trên mạng xã hội vậy. Bây giờ này, tôi nói với tất cả các bạn, ở bất kỳ một đất nước nào cũng có những hình ảnh xấu như hình ảnh đẹp. Đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển, cho nên là cũng có nhiều cái bất cập hiện nay nó xảy ra trên cái xã hội này. Nhưng cái vấn đề ở cái là hiện nay chính phủ, đảng và nhà nước mình đang làm rất quyết liệt về cái vấn đề này. Cho nên là các bạn tin rằng những cái vấn đề tồn tại trong xã hội đó nó sẽ tiến bộ theo từng năm một. Và những cái người dân Việt Nam như tôi và anh Siêu cũng cảm nhận được cái sự tiến bộ rõ rệt về những cái tồn tại trên xã hội này. Như thế, còn bất kỳ một nước nào, kể cả Mỹ, bây giờ tôi mà sang, hoặc một số anh chị em Việt kiều yêu nước ở bên đấy quay những cái cảnh mà gọi là những tồn tại trong xã hội Mỹ thì cũng thoải mái thôi, đúng không? Cho nên là những kẻ nào muốn bôi nhọ, bôi xấu đất nước thì nó cứ đi nhè những cái gọi là những hình ảnh xấu của đất nước, nó đưa lên mạng thôi. Cái đấy không có gì là khó hiểu cả. Đấy, ở Mỹ cũng vậy thôi, ở các nước tư bản cũng vậy thôi. Đó là cái duy nhất. Cái thứ hai là ba que thổi phồng bóp méo lên rất nhiều, nhất là cái bọn dân chủ cội thổi phồng bóp méo và xuyên tạc rất nhiều. Một thì nó có thể một, có một clip có thể nó làm nên 10 clip khác mà nó còn, vâng, nó còn bóp méo à. Nó còn coi như là xuyên tạc, rồi nó còn photoshop, đúng chưa? Như cái hình ảnh tôi nói anh nhé, bây giờ ví dụ này, anh xin lỗi cho tôi khoảng 1-2 phút, cái hình ảnh ống khói nhà máy có nhiệt điện ở Vĩnh Tân, khói nó ấy thế này, bắt đầu nó ghép với một cái đám cháy ở trên, bắt đầu thấy coi khói nghi ngút, nó bảo là ôi Việt Nam người ô nhiễm nào kia. Nói về ô nhiễm, tôi nói với tất cả các bạn này,
Hiện nay Mỹ là đất nước gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới hiện nay. Cái nghị định về ở Tokyo về biến đổi khí hậu nhá. Hiện nay Mỹ sợ quá nghe chưa? Đã rút ra khỏi cái hiệp ước đó rồi, đúng không? Chứ các bạn đừng có quay về đất nước Việt Nam rồi bảo là Việt Nam phải ô nhiễm, để ăn bẩn uống bẩn, để ung thư nọ kia tất cả các thứ, thì mình đã chứng minh hết bằng cái những cái về ung thư rồi, những cái nọ kia ở cái tổ chức y tế thế giới rồi. Cho chúng nó mấy thằng ấy, nó cứ nói ào ào đi để cho những người dân Việt Nam hoặc người ta chưa hiểu biết rồi, để chúng nó bịt bợ, đúng không? Chứ còn bây giờ tôi nói với tất cả các bạn nhá, bây giờ thì thôi tiện thể anh siêu cho em nói một cái số liệu ung thư một tí. Ở hiện nay nhá, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017 thì là hiện nay ở Mỹ một năm chết vì bệnh ung thư là 595.000 người, còn ở Việt Nam chết cỡ khoảng độ 90.000 người vì bệnh ung thư. Thì các bạn hãy chia tỷ lệ về chết vì bệnh ung thư cho cái số dân Mỹ, tổng số dân Mỹ hiện nay là 320 triệu người, số dân Việt Nam là cỡ khoảng 95 triệu người, thì là ung thư của Mỹ coi như là xem tỷ lệ đấy như thế nào, đúng không? Cho nên Việt Nam hiện nay vẫn chưa nằm trong những cái số mà gọi là ung thư nhiều nhất. Tất nhiên là cái chuyện bệnh ung thư thì mình phải nói thẳng ra nó cũng không phải là nó còn do nhiều nguyên nhân nữa, mà nguyên nhân mà ăn bẩn uống bẩn hút bẩn nọ kia tất cả các thứ thì nó cũng gọi là một nguyên nhân chính để gây ra cái bệnh ung thư, nhưng mà ngoài ra nó còn nhiều nguyên nhân nữa cơ. Đấy, chứ nữa này, mình phải nói như thế này để cho bà con Việt kiều hoặc những người người ta không hiểu biết để người ta hiểu, để bẻ gãy những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó ra, đúng không? Chứ còn chúng nó coi như là cứ xuyên tạc đánh cùng những bà con mình không nắm được những số liệu đó, bà con mình nhỉ. Cứ thỉnh thoảng hàng xóm mình có thỉnh thoảng có ông chết bệnh ung thư, ông kia chết bệnh ung thư thì nghĩ là ôi trời ơi, Việt Nam mình. Nhưng mà trên thế giới cái thằng Đan Mạch là cái thằng hiện nay tỷ lệ chết về bệnh ung thư nhiều nhất trên thế giới hiện nay, là một đất nước phát triển chưa? Đấy, tôi nói với tất cả các anh chị em và các bạn biết đấy. Rồi, xin chào. Đấy là cái nhất, cái thứ hai tôi nói này, các mọi người nhìn thấy chưa, mẹ cả gia đình nhà bà Huệ đấy đưa quay clip lên cho bọn nước ngoài xem, đấy là tự quay clip giả lên, tôi bạch mặt tại chỗ thằng ngày lúc đó đấy, được ngày hôm đó là hôm sau thì có dám tôi nói nữa đâu, thấy chưa, mọi người nhìn thấy chưa, toàn những clip giả, bọn nó thổi phồng bóp méo và quay những clip giả lên để cho những người nước ngoài nghĩ là Việt Nam như thế. Có một chúng nó thổi phồng lên thành 10. Đấy là cái lũ bọn bông que là khốn nạn. Cái lũ khốn nạn của nó như rất mất dạy. Bây giờ này, anh siêu có vụ này anh nắm được. Bây giờ anh lại, một lần em nghe anh nói rồi. Bây giờ anh lại, vì thế này, thằng Tân Thái ấy, cứ thỉnh thoảng nó lại đưa hình ảnh cái bà già dễ đành đạch ấy. Ôi giời ơi, cộng sản đưa nó kia đấy, bà cái cầm cờ ấy. Rồi. Thì anh sẽ nói lại để cho những cái bà con mình chưa nghe hoặc chưa hiểu biết về cái vụ đấy. Đây, vâng. Rồi, vụ đấy là tôi kể chuyện đó như thế này. Vụ đó là Hà Nam, là cái bà này, là bà ấy, hiện tại là bà đang ở với con trưởng, đứa con trưởng của bà ấy, là bà ấy là cái bà là bị bệnh tâm thần, bị bệnh hơi điên một chút, có nghĩa là mình cứ gọi là tâm thần đi, thì là bà ở với đứa con trưởng. Theo như cái truyền thống của người Việt Nam là đất đai đó là nhường cho con trưởng, có đúng không? Là ở Việt Nam mình đã đất đai nhường con trưởng, vâng. Con trưởng cũng ông bà bố mẹ. Thì đứa con thứ hai là phải xin đất hoặc là mua đất chỗ khác để cho ở chỗ đó. Đúng nhưng rồi, mà vì cái đất đó nó lên giá. Đấy. Cái đất đó nó lên giá. Cái đất mà gia đình ở mà đứa con trưởng đó ở nó lên giá thì đứa con thứ hai kia nó đòi đất là phải chia cho một nửa đất. Chia cho một nửa đất thì nó kiện vì cái ông bố là ông chết rồi. Bà mẹ thì bị điên. Vậy đứa con thứ hai nó kiện lên là nó đòi là phải có một phần của nó một nửa. Vì là tài sản bố mẹ phải chia đôi mà. Vì vậy cho nên là đưa ra tòa thì cứ thế mà kiện thôi, vì bây giờ là cho xin một phút anh con trưởng anh bảo bây giờ rồi anh con trưởng anh bảo là bố mẹ để lại là để lại cho con trưởng đấy, nhưng mà chỉ nói bằng mồm thôi, không có văn bản nào cả. Vậy thì tòa người ta giải quyết là chia đôi cho thằng con đứa con hai một nửa đấy, đứa con cả một nửa thôi, chỉ được phép một nửa cái khu đất ấy thôi. Thế là coi như là thằng con thứ hai nó đến đấy thì một lần đầu tiên là tòa đã xử như vậy là đứa con trưởng không chấp hành, bảo bây giờ là đất này là bố mẹ để lại cho tôi, bây giờ tôi đang nuôi mẹ thì mẹ ở với tôi, đất này phải của tôi, thì nó không cho thằng con trai. Thế lại tòa lần thứ hai, đến lần thứ ba thì tòa bắt buộc phải cưỡng chế,
vì theo luật pháp của Việt Nam là rõ ràng anh không có giấy coi như là cha mẹ để lại cho, di chúc cha mẹ để lại cho, bà mẹ điên rồi thì không ai người ta nghe cả, ông bố lấy ông bố làm di chúc thì người ta mới tòa người ta mới mới lấy cái đó làm căn cứ, nhưng không có di chúc ông bố thì tòa nó bắt buộc nó phải cắt một nửa cho đứa con thứ hai. Vậy là đứa con thứ hai nó lấy nó đòi thì tòa phải đến cưỡng chế là cưỡng chế của cái người con cả này để cho cái người con thứ hai này. Nhưng bà già bà không biết được lăn lành lạch ra, bà thấy người ta đến cưỡng chế thì bà bảo là đến cướp nhà tôi mới sẽ nọ kia, thì bọn dân chủ cụ ấy là đến nó quay clip đó để nó mang cho các ông bên hải ngoại, các ông bên hải ngu. Tôi mới nói là tôi chính tôi là người nên tôi nói là cái thằng ngu nó lừa, à cái thằng điên nó lừa mấy thằng ngu đấy, cái bọn điên ở trong nước nó lừa mấy thằng ngu ở hải ngoại để lấy clip đó để đó cho bên hải ngoại gửi tiền để cho nó thôi đấy nhá. Như mẹ con nhà gia đình nhà Huệ cũng thế, nó cũng chỉ quay mấy clip nó làm giả đó để nó lừa mấy bọn hải ngoại, mà bọn hải ngoại là cái bọn ngu đi gửi tiền với Rồi. cho nó Đúng. đấy, có thế thôi đấy. Tôi nói Chúng kể nó chuyện đấy, cái câu đều chuyện là một cái đó lũ cho lừa mọi người đảo, anh hiểu không? đúng lừa đảo Bọn ấy chống cộng đấy. cực đoan bên kia thì nó gây sức ép để mà ví dụ bà con Việt kiều chân chính các thứ góp tiền cho chúng nó ăn bớt một ít, Đúng rồi sau đó chúng nó ăn gửi về đây cho bọn dâm chủ quậy cuối cùng về chúng nó lại ăn bớt một ít, nói chung là chúng nó lừa đấy, đảo lẫn nhau, toàn lừa đảo ấy. Vâng. nơi đảo lên nhau thôi. Cái trường hợp đó là tôi là người chứng kiến, tôi cho tôi biết tại sao, với lý do là rõ ràng là như này này, là bọn dân chủ cụ nó đến nó xúi là cái thằng con thứ hai là Bây phải đòi giờ bằng được cái đất đó anh siêu để cho nó quay clip. anh siêu xin lỗi À này, bây giờ có rất sư bùi ở đây à thì nói chung là diễn đàn à tôi thì rất dân chủ, tôi mời vâng tất cả, nhưng mà hiện nay riêng vâng rất sư bùi đã lên những cái chương trình của tôi rồi, thì từ giờ đến qua mùng à 4 tháng 9 thì nói chung hầu như tôi sẽ không mời những cái bọn dân chủ quậy và những cái người mà có cái tư tưởng gọi là cực đoan nữa. rồi Sau mùng 4 tháng 9 thì xin mời các bạn, tôi lại mở diễn đàn như bình thường, tôi sẽ mời lên đúng nói chung cùng tìm hiểu về quê hương đất nước Việt Nam mình rồi, cho nên là ở đây có rác sĩ Bùi vâng thì tôi nói với rác sĩ Bùi thế rồi, xin mời anh. đấy. Tôi nói ví dụ hay còn cái vụ của nhà bà Huệ quay ở clip ở trên Đắk Nông đấy, là tôi là người chứng kiến khi bà Huệ bắt đầu quay clip lên cho Tân Thái để lên cái đàn nó quay trực tiếp luôn, thì tôi nói ngay là bà lại có clip giả. Lý do làm sao tôi đặt vấn đề ngay, nếu như bây tôi đặt ngay vấn đề lúc ấy là có hai vấn đề: một là bà có thể bị công an đuổi ra đấy thật đấy, hai là bà quay clip giả. Tôi nói hai trường hợp đó luôn, một là bà ấy đến quấy phá đồn công an đuổi người ta không ra thì công an người ta bốc lên xe người ta chở ra xa xa độ 1-2 cây số người ta đổ ôi là xuống đấy. Thế bà ra bà quay clip là ở giữa rừng, vì bà nói như thế này, tôi mới nói này, bây giờ hiện tại bây giờ công an đổ nhà gia đình nhà tôi ở giữa rừng cách thành phố 40 cây số, có người thì lúc thì bà nói 60 cây số. Thế tôi nhìn thì tôi bảo là tại sao, bắt đầu bà đầu tiên là tôi không biết thì tôi mới để ý tôi xem, thì bà quay quay thì hỏi bà là ở đấy có dân có ai không, thì bà không không có ai cả, không ai ở đây giữa rừng không có ai cả. Thế tôi bảo quái sao công an lại đổ giữa rừng nó cũng vô lý, tôi xem vô lý tôi cứ đầu tiên tôi cứ theo dõi thôi. Lúc thì bà bảo ở đây có mấy đứa chăn trâu, chứ ở chăn trâu lại ở giữa rừng. Thế bà bảo đây đây còn đây để hỏi, để ra hỏi mấy đứa chăn trâu, thì ra hỏi nó thì nó là người dân tộc, thì tôi thấy một đúng khoảng hơn chục đứa chăn trâu nó quay ở cái gốc cây đó, thì quay gốc cây thì hỏi nó là đâu, hiểu nói cái tên xã dân tộc gì đấy thì tôi không nhớ rõ đâu. Thì tôi bảo quái làm gì có chuyện mà trẻ chân trâu lại vào giữa rừng mà chăn thế này, đấy phải có gần làng. Thế sau một lúc thì bà quay ra bà bảo là chỉ là xe nó chở đây, tôi bảo tôi xuống đi giải chỗ kia thì nó đổ, tôi xuống thì bà chỉ chỗ kia thì bà quay, thì cắm một cái đường nhựa, tôi nhìn cái đường nhựa là bề ngang khoảng 5 mét đấy. Tôi bảo ở giữa rừng thì làm gì có đường nhựa đấy, tôi kể chuyện như thế. Thế sau bắt đầu là một lúc thì ok bà hỏi là rồi, thế đứa con gái của nhà bà ấy là anh bị làm cầm gì nó đấy đây ông, anh dùng này. cái anh ok đi. Để tôi kể Vâng, lốt cái câu được chuyện rồi, anh cứ này, kể tôi nốt đi. kể lốt câu chuyện này cho mọi người nghe đã. Thế thì bà bảo có đứa gái bà đây đứng ở đây đang nằm ở đây đây, thế bây ra quay để đứa gái bà nói thì tôi thấy đứa gái bà đứng ở dưới là ngồi ở dưới bụng con voi, một con voi mà người ta làm con voi bằng 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 người ta. Thế bà bảo ở đây có hai con voi, thì tôi nhìn chị này dưới con voi là một cái hồ, cái hồ người ta xây chung quanh Rồi. đẹp lắm. À, cái hồ xây nước thì đúng là nước là nó có rêu cho nước không không sử dụng được. Thì bảo làm gì có chuyện mà ai vào giữa rừng thì xây tượng mấy con voi đó mới thì cái hồ đấy làm gì.
Xong một lúc thì có 5 cái xe máy của thanh niên người ta đi đến, thì bảo lấy ra để tôi gọi mấy, có người đến đây rồi để tôi hỏi đường. Thì mấy đứa thanh niên nó đỗ lại, bà có hỏi, bà hỏi đây là xã nào, thì nói là đây là giữa hai xã, giữa hai xã, mà cái làng nó chỉ cái làng cách đấy 300 mét. Nó bảo cái làng cách đây 300 mét là cái làng gì đấy, nó nói tên cái làng gì đó. Thế rồi nó nói là cái chỗ này là cái chỗ cái xí nghiệp người ta chuẩn bị vào đây, người ta đầu tư, người ta làm con quay mấy cái hồ, đây là cái chỗ cảnh người ta. Thế thì giữa rừng, thì giữa rừng mà người ta lại vào đấy, người ta làm cái khu đấy để làm vui chơi giải trí ở đấy. Xong rồi ở đâu đấy, thì hóa ra là nó chỉ cái làng cách đấy 300 mét là cái làng gì đấy. Thế thì mới biết ngay là cái bọn này là nó quay clip giả đấy. Thế tôi bảo là cũng có thể là quay clip giả, nhưng mà vẫn đặt trường hợp là có thể công an người ta vào đồn công an, người ta quậy phá đi, người ta tức, người ta đuổi ra, không ra, người ta bốc ra đấy, chở ra đấy độ khoảng 1-2 cây số, người ta vứt đổ xuống đấy và ra đấy mà ấy. Thì cái đó là có, cái đây có thể là chưa, nhưng mà đó là cái clip giả, nhưng mà vu khống để mà lấy tiền hải ngoại, nói thẳng là như thế thôi. Đấy là khẳng định với mọi người như thế. Tôi bóc vẽ ngay hôm đó, ngày hôm sau là không thể nói đến cái chuyện clip này. Tôi bóc vẽ Vâng, ngay, tôi rồi, chỉ ngay, tôi vâng, hỏi đúng tôi rồi. thái giữa rừng thì lấy đâu ra cái xí nghiệp nào vào giữa rừng là người ta làm, hai loại với cái bể, cái hồ to như thế, đẹp như thế đấy. Mà giữa rừng thì làm gì có cái chuyện mà có trẻ chăn trâu vào giữa rừng để làm gì. Cái thứ ba là giữa rừng thì tại sao có cái đường 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 Đối đường với nhựa mà nói to tội thế. phạm này, qua 149 đi, lên đây để tôi thông não cho. Cái loại cái lão Đấy, đầu lão phẳng đấy sao là mà cái vấn thông đề coi như não. là phải nói Vâng. là cái đều giả, quái giả dối, cái khốn nạn của một bọn bác que là nó là như thế. Nói lên Vâng. cho mọi người biết là cái khốn nạn của bọn bác que này, Đúng bọn không? bác que nó rất là khốn nạn, nó muốn tiêu diệt đất nước ta thì ta phải tiêu diệt chúng nó. Đấy, nói thẳng thế, không nhượng bộ với bọn này là không có nhượng bộ, mà không có khúc ruột nào cả, không có đồng bào gì với bọn bác que này. Vâng. Đấy, phải tiêu diệt. Đấy, triệt tận gốc cái bọn này thì dân Việt Nam mới được yên yên ổn làm ăn. Vâng. Đấy, nói rõ là như thế. Ok. Đấy, thôi đấy, anh có thể Vâng. mời ai lên nói chuyện đi. Rồi Ừ, xin cảm ơn tôi xin nghỉ anh. lên nói Vâng, với anh. anh đâu phải là già đâu, rất là khỏe sinh lý, chứ Đúng. không phải là Vẫn yếu. Vâng. lắm. Vẫn thấy